Hello, xin chào anh em đã quay trở lại với channel Thế Giới Đồ Câu. Và trên tay của em đây là một bộ sản phẩm câu cá có tên là Bút Mini nha anh em. Thì bên em có về rất là nhiều về cái mẫu này, cho nên anh em có thể lên đơn nha. Thì đây, về cái mẫu bộ bút này. Bút này có chiều dài là tầm 20 phân nha anh em. Đây, 20 phân. Khi anh em kéo dài ra thì nó có thể dài lên tới là gần 1 mét nha anh em. Đây, anh em có thể thấy là em có thể test ra, kéo ra anh em có thể thấy không, nó rất là dài nha anh em. Đấy, thì đây, về tổng thể của chiếc bút này là được làm từ bên ngoài, được bên ngoài vỏ này được làm từ kim loại nha anh em. Còn các đốt này, các đốt trên này được làm từ carbon siêu nhẹ siêu bền nha anh em. Đấy, đây anh em có thể thấy ở trên chiếc khoen này là được làm từ sắt nha anh em. Đấy, được làm từ sắt rất là chắc chắn nha anh em. Đó, rồi tiếp theo ở trong cái bộ bút này đó chính là về phần máy. Đây anh em, máy được làm từ nhựa nha anh em. Đó, được làm từ nhựa, còn ở đây cũng được làm từ nhựa nha, rất là nhẹ nhàng. Đây, lên xuống, bật lên xuống rất là dễ dàng. Đó, còn ở phía bên trong này được trang bị bên trong này là dây cước làm từ carbon nha anh em, rất là nhẹ và bền. Đấy, còn ở đây, ở bên ngoài chiếc cước này được in về thông số này anh em. Thông số là, đây là tỷ số vào dây là 5.1:1 này anh em. Đấy, còn bên ngoài này còn in gì nữa ta. Đây, nó được in là cái này là vào dây bao nhiêu mét nha anh em. Đấy, tiếp theo ở đây, bên em là đã vào dây và vào máy sẵn cho anh em rồi. Bây giờ em sẽ thử test cho anh em nhé. Đây, bây giờ em sẽ tháo ra. Đó, nhìn rất là đẹp đúng không anh em. Anh em nào mà trốn vợ hoặc trốn người yêu, hay là bạn nào mà trốn mẹ đi câu cá thì sử dụng sản phẩm này rất là tuyệt vời nha anh em. Đấy, anh em có thể thấy này, tay quay rất là mượt và êm nha anh em, rất là phê luôn. Đặc biệt là anh em nào mà câu rê này thì mới tập chơi có thể sử dụng chiếc bút câu này rất là tuyệt vời. Đấy, thì chiếc bút này câu cá tầm 1 kg nha anh em. 1 kg đến anh em nào mà câu chuyên nghiệp á, thì tầm 2 kg đến 3 kg thì vẫn ok luôn nha anh em. Đấy, thì mua cần này về anh em này vừa giải trí này. Đấy, vừa thư giãn này mà vừa thỏa mãn được đam mê câu cá của mình rất là tuyệt vời đúng không anh em. Bộ môn câu cá là một bộ môn thư giãn rất là tuyệt vời. Đấy, anh em có thể mới tập chơi có thể lựa chọn cho mình một sản phẩm tuyệt vời này nha anh em. Vừa giá cả này hợp lý này, phải chăng này. Đấy, và vừa tiện lợi nữa, anh em có thể bỏ trong túi này, bỏ trong ba lô. Đấy, rất là tiện lợi để cho anh em di chuyển nhá. Và anh em nào mà muốn có sở hữu một sản phẩm này thì hãy để lại số điện thoại và bình luận phía bên dưới. Bên cửa hàng sẽ inbox trực tiếp để tư vấn cho anh em nhá. Cảm ơn anh em đã xem hết video này. Và đừng quên để lại một like và một đăng ký kênh để ủng hộ cửa hàng nhá.